Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần của Kiểm sát Online. Bản tin ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2020, có những nội dung chính như sau. Chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Xuân Cử, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo quyết định 2250, ngày 3 tháng 3 năm 2020, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tham gia thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2015-2020. Chính phủ kiên trì chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhưng ưu tiên hàng đầu là kiên quyết phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, kể cả phải hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn. Đây là yêu cầu cao nhất của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đòi hỏi các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm. Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phòng chống dịch của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đội ngũ y tế, lực lượng quân đội, công an ở tất cả các tuyến, ban chỉ đạo quốc gia, đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Kết quả phòng chống dịch đến hôm nay là đáng mừng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và tăng lên niềm tin trong nhân dân. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đúng phương châm phòng chống dịch là khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan, không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, thực hiện đầy đủ tinh thần tuyên bố của Chủ tịch ASEAN 36 là gắn kết và chủ động thích ứng. Các cơ quan chức năng phải phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, đồng thời dựa vào nhân dân, cộng đồng trong phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân tiếp tục ủng hộ, chủ động và chung tay cùng các cơ quan chức năng tự thực hiện các giải pháp phòng, chống, hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.